Ok, bây giờ nó sẽ trộn lại. Một. Có tên là bộ đồ chơi hoa quả. Đây là bộ đồ chơi mà mình mới mua này các bạn. Đây là bộ đồ chơi hoa quả. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn hoa quả nha. Đây là quả dưa hấu, quả dâu, quả nho, quả táo, quả bắp, quả chuối, và quả cà, quả ớt, con dao và cái thớt đây các bạn. Bây giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn coi nha. Đây, wow, rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp lại ra. Đây là quả chuối màu vàng. Mình sẽ bỏ vào đây. Quả cam các bạn. Thật là tuyệt vời. Đây, quả cam. Sẽ được quả bắp. Quả bắp. Quả bắp nhằm. Đây, cảm ơn các bạn. Quả nho, yeah. Quả nho trùng nhau luôn. Táo, quả táo, dưa hấu này các bạn. Được rồi, quả dưa hấu thì mình xanh lấy cây. Lăn tròn luôn. Dâu này các bạn, màu đỏ, rất là ngon. Các bạn đã ăn quả dâu này bao giờ chưa? Đây, đặt ở đây. Hết chỗ giờ mình phải đặt trên này. Quả ớt. Hằng chắc cay lẻ quá. Bằng quả chuối. Quả cà. Tím. Thế là xong. Và tím màu tím. Bây giờ mình sẽ lấy cái này xuống cái đã. Đây là tất cả các loại quả của mình đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy từng quả một cách ra nha. Đầu tiên là quả táo. Táo rồi bên trong nó màu vàng. Quả táo là apple. Tiếp nha các bạn. Tiếp theo là cái gì ta? Quả nho. Lỡ ngoài. Cực kỳ đáng yêu. Bên trong ruột nó màu tím luôn. Đẹp quá đi mất. Nhỏ mà xinh thèm à. Nhưng mà đồ này ăn không được vì độc. Tiếp đến là quả bắp nha các bạn. Quả bắp có màu vàng. Một nhỏ quá đi. Thế thôi. Đây là quả bắp màu vàng của chúng ta. Đặt trộn mở ra. Nha. Cười quá à.
Tiếp theo là quả cam. Đây là quả cam, quả cam. Thật là ngon miệng. Quả cam ngon quá đi. Ha la 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 la, ta là quả cam đây. Bông. Bông. À. La 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 la, bắn cái kia lên rồi đây. Tiếp theo là quả chuối. Đây là chuối của chúng ta. Đây là quả chuối của chúng ta. Bóc chuối ra ăn đã. Bóc ra. Bóc ra. Ăn ăn. À, nôm nôm. Cắp thôi. Một. Các bạn cùng đếm 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Na 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 na. Đây là chuối vừa được cắt ra. Na 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 na. Bọc. Bọc. Trên tay mình hết rồi. Tiếp theo là quả dưa hấu. Cập. Giống như quả bóng thì các bạn tổng bo luôn. Đúng rồi. Ha, ta là quả dưa hấu. Màu xanh ta là đẹp nhất trong các loại quả. Ta là quả ẩu luôn. Là quả bóng. Quả bóng đánh tên lích vậy các bạn. Đi chào. Cắt thôi. Mình cắt trên này chứ sao cắt như đó. Một. Quá là gì. La 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 la. Đây là quả dừa hấu. Đằng bên trong ruột nó có mấy cái hấu đen này các bạn. Có màu đỏ nữa. Đúng không à. 1, 2, 3. Mình sẽ xuống trước. Xuống sau, chú mê. Sẵn sàng. Biêu bụp. Tiếp theo là quả dâu tây. Mình chín rồi hả ta. Yeah, mình chín rồi, mình chín rồi, mình chín rồi. Mình đã quả dâu tây. Đẹp, ngọt, ngon nhất trong loại quả. Yeah. Không ai so sánh với mình được. No, đừng gắt tôi là đẹp nhất. Không. Một cửa. Đây là quả dâu của chúng ta. Rất là ngon và ngọt. Đây là quả ớt. Quả ớt cay lắm đó các bạn nha. Quả ớt tuy giống quả dâu á, ai mà bị gạt hoặc là bị chơi thua là phải ăn ớt đó nha. Quả ớt này có nhà, có nhà bạn nào trồng không? Nhà mình á đầy lắm. Nhà mình là ớt xanh không phải ớt đỏ. Đây là cách ra được. Ớt cay lắm đó nha. Đây là màu đỏ, đây là màu xanh, giống như quả dâu nhưng mà cay lắm nha. La 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 la, ai ăn mình thì cay phùng luôn. La 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 la. 1, 2, 3, mình rơi xuống chưa? Theo là cà tím. Màu tím với lại là có cái lá màu xanh. Hai cắt thôi, cắt từ trên đầu. Đúng rồi. Đây. Bây giờ đi, đây mình lấy tay đi và đi. La 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 la, mình là quả cà tím cong luôn, như mình là cái bông bầu ấy. Các bạn coi mình nè.
Cái lông mày á. Một, hai, ba. Yeah. Không làm gì nữa các bạn ơi. Ôi, nó dính lại chát. Trộn đều, trộn đều, trộn đều. Dạ. Da, ta là chuyên nghề đó bếp. Vô luôn. Đầu tiên là ổ bánh mì, bánh bao, bánh mì đùi gà. Ok, bây giờ mình sẽ trộn lại. Một, hai. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lắp ra dĩa. Đầu tiên là ổ cam.